Mạnh Chân xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay em lại tiếp tục hành trình đi soi gián đêm nha các bạn. Mọi người đi theo của em nhé. Dụng cụ chỉ cần có chiếc kẹp thôi các bạn. Đấy, và chiếc đèn. Đấy. Và dụng cụ mình em nhớ đi soi tối nhớ điểm nha các bạn nhé. Bây giờ em sẽ đi, mọi người đi theo nhá. Đây các bạn, hiện tại thì em đã đến cái điểm mà hay em soi rắn giáo. Hôm vừa rồi em có vồ trượt một hai con rắn giáo đây các bạn. Rắn giáo thì thường nó sẽ hay ở những khu mà có ao này các bạn này. Đây. Đây là cái ao các nhá. Đây. Ao này, à, xung quanh có cây. Bây giờ em sẽ thử cho mà nay thấy nó làm đây không bác nhá. À, thường thì mình sẽ xung quanh qua trước ở những cây này các bạn. À. Hôm mấy em vô trượt nó ở đoạn này các bạn, tốt quá nó phi ngang mất. Thì bây giờ em thử soi xem hôm nay có con nào ngủ cây không. Lúc rắn giáo thì nói chung là ban ngày rất nhanh các bạn, nhưng mà tối thì nó sẽ ngủ ở trên cây. Đây các bạn, vừa nói thấy ngay các bạn đây. Cho em, anh em sẽ lựa đi gần cho anh em xem cạnh con rắn giáo nhá. Con này to lắm các bạn, con này khá to đây. Anh em nhìn chưa? À, đây. Em sẽ thử để cho anh em xem gần luôn nhá. Đấy. Các bạn này, khúc này. Đấy, các bạn nhìn khúc người chưa? Đấy, nó nằm đây này. Con này khôn lắm các bạn. Nó nằm khá là kín luôn. Bây giờ sẽ bắt nó các bạn nhá. Em thì vẫn bắt bằng đôi tay thần thánh nha các bạn nhé. Đấy, được rồi các bạn. Đây. Đá túm. Ôi, con này mẩy lắm các bạn. Khá là mẩy. Đây các bạn, đến điểm thứ hai thì đã gặp bọn em đơn giáo khá là bé. Con này thì em sẽ không bắt các bạn nhé. Đây, em sẽ quay lại cho em xem này. Vì bé bằng ngón út. Con này thì em không bắt các bạn nhé. Để tiếp tục cho nó lớn, để sau năm mình sẽ bắt tiếp các bạn. Đây các bạn. Đã tiếp tục em thấy một con rắn giáo nữa các bạn. Khá là con này cũng khá là mẩy. Đây nó ngủ rất kín luôn. Em phải để cái túi đi các bạn, túi đi săn cóc đi. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn khúc con nằm chưa? Đó, đây các bạn này. Đấy, mặt sống nó rồi ạ. Vậy. Khá là mẩy. Đó, nhìn chưa? Đấy. Ừ, các bạn. Mẩy chưa? Đấy, bây giờ em cho là túi các bạn nhé. Đấy, tiếp tục hành trình đây. Đây nhờ. Em nhìn thấy số ấy chưa? Đấy, số đèn em. Bây giờ em sẽ sang bắt nhé. Vượt mương nước. Vượt mương nước sâu 2 mét. Bắt rắn giáo ngủ cây. Tối quá. Đây nha mày. Khá là mẩy. Đấy. Anh em nhá. Anh em gì chưa? Đấy. Mà ươm. Đó. Còn to phết đấy ạ, mẩy phết đấy. Đây nhau thành quả đấy nhá. Đây nhau. Yeah. Em lại tiếp tục hành trình nhá. Đây nhá nhá. Ui dồi ôi, con giáo ơi. To chưa? À, nhìn gì chưa? Mở ví lập được. Ui dồi ôi. Vô đi em. Đây nhau này. Ôi, núp xấu. Con xem được chưa? Con này mắt đục này. Đang lột, đang chuẩn bị lột đây. Con này phải tầm 4-5 lại nhau ạ.
Giáo này là mảy lắm này nhậu. Đây em nha, tiếp tục một em con giáo, thấy em nhìn kìa. Anh em xem to. Giáo đen khá to, ôi, to đấy. Khá khá đấy. Giáo rừng. Đâu, con này đang ủ lột. Chuẩn bị lột rồi. Chuẩn bị lột, đục, mắt đục. Giáo đen. Nhầm, này, mắt đục rồi, mắt trắng này. Đây, em xem này. Bốn lạng. Bốn lạng này, mắt đục. À, con này chuẩn bị đang bị ám lột. Đấy, đang chuẩn bị lột các bạn. Đấy, bây giờ em sẽ cho nó vào túi các bạn. Đấy. Túi chim ly các bạn. Đấy, các bạn, mỗi túi đụng một con. Ngày làm độ một tối chọc cái túi này được nhỉ. Túi cái kiểu. Đây các bạn nhé, đây là cái thành quả của tối ngày hôm nay các bạn. Tối nay được có 4 con thôi. Đấy, con này nhưng được cái là rắn hôm nay rất mẩy các bạn nhé, rất béo luôn. Con này to rồi các bạn này. Con này em cuối cùng cũng to rồi. Đấy. À, các bác xem video mà thấy hay thì cho em xin lượt like để ký các bạn nhá. Em cũng xin tạm dừng video này các bạn. Xin chào tất cả các bạn nhá.